gái bán tiệm tạp hóa ơi. Thấy đâu ấy, chắc mắc cỡ đây nè. Kêu lại lần nữa nha. Em gái bán tiệm tạp hóa ơi. À, ủa chú, em cái em bán tiệm tạp hóa đâu chú? Không có em nào chứ, có em này thôi nè. Đúng hả? Cái tiệm này chỉ có một mình tôi bán thôi. Tại con không biết, con bị gài. Đi đây, qua đây kiếm tôi có chuyện gì không? Chú, có xả không? Có xả không? Xả đúng không? Mi, cho nhanh miếng đi, xả. Nhanh đi. Chết rồi chú ơi, chết rồi, chết tiệm chú thiếu đúng xả luôn. Tôi nó có xả, xả nó nằm ở trong đây nè, mở ra đi. Mày chết ơi, mở ra lấy cái con nhỏ nữa. Trời ơi, trong cái nhỏ. Lấy ra cái gì? Da xả. Rồi lấy đi. Dạ. Khoan. Nếu muốn lấy được cái dĩa xả này phải bước qua một thử thách của tôi. Trong 3 bước nhảy của cậu, cậu phải làm sao lấy cho bằng được cái dĩa xả này. Coi như là cậu vượt qua thử thách. Quá dễ đúng không? Dạ. Rồi nhảy đi. Phải không? Trời ơi. Trời ơi. Chết rồi. Nhảy lẹ đi là mỏi nha. Một bước. Chú còn nhớ là sao? Hai bước. Chú ơi, chú để xích ra đi. Còn một bước cuối cùng thôi. Chết rồi. Chết rồi. Một bước cuối cùng thôi. Không được. Không được là coi như là đi về. Ha. 1, 2 đơn giản hả? Chú kêu 3 bước nhảy, chú đâu có nói con là không được chọt lét đâu đúng không? Trời ơi, thua rồi. Thằng này nhỏ mà thông minh. Thôi được, chúc mừng hữu tính. Bạn đã lấy được dĩa xả. Cảm ơn chú ba bất thường. Cái gì vậy? Chú ba thất thường. Chú ba mưa nắng. Dạ, mưa nắng thất thường. Rồi, đi nha. Có bánh cá rồi, hỏi. Dạ. Cặp đồ đúng không? Không có, em lựa đồ. Làm cái gì hả? Làm cái gì vậy? Em lựa đồ. Lựa đồ hả? Ừ, khi nào anh tới em trả tiền. Anh làm gì ạ? Tôi đi đội nắng hả? Đội nắng tôi sợ coi như là cháy da đầu của tôi. Tôi đi ra ngoài để mà tôi trồng hành. Bây giờ tới đây là làm gì đây? Đang thiếu bánh cá Hàn Quốc. Nghe nói ăn này nhiều protein lắm cho nên tôi mang về tôi ăn. Thôi được rồi, ba mưa nắng thích là tặng. Nhưng mà muốn lấy được cái bánh cá này thì phải trải qua một thử thách của tôi. Thử thách gì anh? Anh hãy đọc 3 lần cái câu này. Anh đọc không trẹo miệng á, tôi sẽ tặng anh bánh cá. Câu gì vậy? Nghe đây. Anh mạnh ăn canh mặn, anh hạnh ăn hành hăng. Anh mạnh ăn canh mặn, anh hành ăn hành hăng. Hả, anh hạnh ăn hành hăng là sao? Anh nào? Anh hạnh hả? Nó lại. Anh mạnh ăn canh mặn, anh hành ăn hành hăng. Anh mạnh ăn canh mặn, anh hạnh ăn hành hăng. Hằng anh là gì? Anh mạnh à. Bây giờ nè, anh ăn tập trung. Canh mặn. Anh nhìn vào cái bánh cá này. Anh mặn, anh căng. Anh mặn là ai? Anh mạnh. Trời ơi, đợt này em phải giải cứu anh thôi thật sự. Sao? Anh 30 nắng rồi, anh khó quá. Bây giờ cô đọc được không cô Như? Nè, để em. Anh mạnh ăn canh mặn. Anh hạnh ăn hành hăng. Rồi, anh mạnh ăn canh mặn. Anh hạnh ăn hành hăng. Nhìn vô cái bánh cá này đọc 2, 3. Không phải, em phải nhìn gần. Anh mạnh ăn canh mặn. Rồi. Anh hạnh ăn hành hăng là gì? Tôi giống như tôi. Em đọc tôi bị ngớ ngẩn rồi. Anh mạnh ăn canh mặn. Anh hạnh ăn hành hăng. Hành hăng là gì? Hành hăng. Thôi, nó tóm lại là nhờ có cô Như qua đây giúp đỡ. Như là tôi thấy chí thiện đúng không? Dạ đúng. Thật ra nãy giờ là tôi nhìn ra rồi. Dạ. Nói chung là thôi, hôm nay nhờ cô Như qua giúp đỡ. Dạ. Thấy cũng dễ thương. Dạ. Cho nên đây 30 nắng sẽ tặng cho hai bạn. Nè. Đây, bánh cá Hàn Quốc. Dạ, em cảm ơn. Anh cảm ơn. Anh 30 nắng ơi. Anh 30 nắng à. Hay quá. Chào cô. Cô cái gì? Tại thế mà ảo hưởng tưởng cô. Tôi là anh 30 nắng. Anh 30 nắng hả? Ủa anh ba đang coi gì mà anh khóc quá vậy? Anh coi gì vậy? Lan và Điệp. Lan và Điệp cảm động lắm. Gì đó. Không thân phận Lan lắm. Tại tôi thấy cuộc sống của tôi sao nó giống Lan nè. Giống Điệp. Anh 30 nắng. Tôi là 30 nắng. Anh đã gặp đúng cái hệ rồi đó. Ủa? Anh biết cải lương, em là một bụng luôn đó. Phải không? Em là gái miền Trung. Nhưng mà em lại rất là mê cải lương. Vậy hả? Dạ. Thôi được rồi, nghe tôi hỏi nè. Dạ. Tới đây tìm tôi có chuyện gì? Dạ. Em tìm cái mắm gì mà ở Huế á. À, mắm ruốc Huế đúng không? Dạ, đúng rồi. Đây. Trời. Khoan đã. Cái gì vậy? Cô hãy hát một câu giọng cổ Lan và Điệp mà bằng tiếng miền Trung cho tôi. Hũ mắm này sẽ là của cô. Bây giờ để em ca nha. Nhưng mà anh phải đóng vai Điệp em mới ca được à. Tôi nhìn cái nhan sắc này, ai cũng biết rằng tôi là chỉ đóng vai Điệp thôi, chứ không thể nào đóng vai Lan. Kỳ quá. Nhưng mà thôi vậy tháo luôn đi. Trời. Điệp đây sao? Điệp ơi, mãi anh trốn thành đôi
nhà xe quê rực rỡ. Xin anh đừng quên bánh đò ngang con sông nhỏ chốn quê xưa em dò dò mong mà. Dạ nè chị, nè chị Bảy, em tặng chị luôn nè. Ủa sao vậy? Đó em dâng hai tay, em kính dâng lên cho chị luôn nè. Hay quá trời không? Ơi. Hay quá. Nói không? Đùa thôi, chứ nãy giờ là tôi đã nhận ra đây chính là nghệ sĩ Thúy Nga rồi. Dạ. Tôi rất là mến mộ chị, nhưng mà dạ, chẳng qua là gì, tôi muốn nghe cái giọng đặc thù của chị. À, tôi xin tặng chị cái hũ mắm ruốc Huế để về trợ giúp cho những người bạn của chị. Rồi. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Công nhận cũng ca loài bắn họng luôn mới được cái hũ mắm. Rồi xin dạ, chào tạm biệt. Dạ, cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều. Ôi, xin chào, xin giới thiệu, tôi là 30 Nắng. Chị gặp bên này có chuyện gì không ạ? Anh ơi, thì thực ra là em bị thiếu nguyên liệu đó. À. Cho bạn của em nấu đó. Anh có thể cho em xin cái này được không? Ở đây hả? Dạ. Trời ơi, ở đây không có xin. Mà ở đây là chỉ tặng thôi. Thích là tặng, không? Dạ, 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 dạ. Trong hai món này chỉ được tặng một món mà thôi. Vậy thôi chắc là em chọn cải chua. Cải chua? Dạ. Uh-huh. Dạ. Khoan đã. Dạ. Trước khi lấy một món quà của 30 Nắng, dạ, thì là phải trải qua một thử thách. Và ngày hôm nay với một thân hình mảnh mai như thế này, dạ, tôi muốn mời cô em cùng đến với một thử thách. Cho tôi hỏi cô em là trong tất cả các vị mặn, đắng, ngọt, chua, dạ, cô thích nhất vị nào? À, em thích ăn nhất là vị chua. Tôi nhìn cái hình nền này là tôi biết là thích ngọt rồi nè. Mà thật sự là em thích ngọt đó, em chua đó. Dạ. Được. Trong đây có hai phần quà và phần nào cũng ngọt cả nha. Một cái rất ngọt và một cái cực ngọt. Ừ. Dạ. Quay quanh kia nhìn đi để tôi cho hình coi. Nhìn nha. Nha. Còn đây. Không ai ơi. Thấy chưa? Rồi xong. Mời em. Em chọn món nào em phải ăn hết món đó. Hả? Em vượt qua thử thách. Bên nào? Nha. Bên này, bên em đi. Em nghĩ em đã an toàn. Em chọn bên này rồi đúng không? Dạ. Vậy thì bây giờ trước khi mở cái đó, em mở cái này thử coi nó là gì. Trời ơi, có bị hại không vậy? Mở ra. Và đây là món em không chọn. Em mở em được ăn không anh? Em chọn món này và em phải ăn hết món này. Quá đơn giản. Oh. Đây, ly sữa bò. Anh ơi, em tới em thích chứ... ngọt mà đúng không? Nhưng mà em đang trong chế độ giảm cân mà em không. Ăn hết cái này là em chết. Không có diễn giải. Thơm lắm. Mời em. Trời ơi, làm sao bây giờ? Thôi vậy bây giờ thôi để bây cho giờ nó giảm lại. Bây giờ mình pha sữa được không anh? Làm không. Một là quậy lên húp cho được 5 muỗng. Hai là lấy cải chua nhúng vô ăn chung. Dạ, trời ơi, tôi về mới ngừa lắm á nha. 5 muỗng em sẽ nhận được dĩa cải chua này. Húp. Xin thưa quý vị, đây là chương trình truyền hình thực tế, không hề có dàn dựng. Bảo đảm tham gia chương trình khẩu vị ngôi sao xong Minh Thảo sẽ lên 60kg. 3 muỗng. 4 muỗng. 3 muỗng thứ 5. Chúc mừng em. Em hãy mang cái ly này về làm kỷ niệm và nhớ tặng cho Khả Như làm tôi nghe. Rồi, và chúc mừng em. Em chính là một nghệ sĩ thật thụ, dám vượt lên tất cả, vượt qua tất cả những gì gọi là làm tăng số ký để mang về phần quà tặng cho các người bạn của mình. Và đính kèm em tép hành. Rồi. Trời ơi, cảm ơn, em cảm ơn. Chào, tạm biệt. Em tạm biệt anh. Ông 30 Nắng ơi, chủ tiệm tạp phô ơi, chủ tiệm tạp hóa ơi, ông 30 Nắng ơi. Ai ra xứ Huế thì ra, ai về là về núi người. Long Nhật. Trời ơi, xin chào ông 30 Nắng. Chào Long Nhật. Nè, suốt ngày vừa bạn hàng vừa nghe nhạc của tôi đúng không? Đúng rồi. Hèn, tôi rất là mến mộ Long Nhật nghe. Nhưng mà nó nghe nè. Ơi. Ai qua đây nếu muốn mang một cái món đồ về cũng đều phải trải qua một thử thách của 30 Nắng. Khách hàng người ta tự người ta mua cái gì thì trả tiền thì bạn. Không, ở đây mình không có lấy tiền, mình chỉ lấy tình cảm mà thôi. Đó, anh Long Nhật, anh thích cái món nào nói để xin một thử thôi. Thứ gì? Mắm ruốc Huế. Trời, mắm ruốc Huế có đây, tặng đây. Trời ơi, đúng rồi. Khoan đã, cái màu sắc quen thuộc quá. Muốn lấy nó thì trải qua một thử thách của 30 Nắng. Đó là gì? Múa giỏ. Trời ơi,
múa võ. Đúng vậy, tôi phải mạnh bạo như thế. Một người mạnh mẽ như Long Nhật là phải múa võ. Không, tôi không còn mạnh mẽ, tôi yếu đuối lắm. Được, nhưng mà tôi rất múa võ mà. Múa võ. Nếu mà tôi thấy mạnh mẽ thì tôi sẽ tặng hũ mắm ruốc Huế này. Múa đi. Bắt đầu. 2, 3 xuống tấm. 1, 2, 3, 4 Thôi được rồi. Đây, hũ mắm ruốc này của Long Nhật. À, chúc bạn về sẽ giúp đỡ cho những người bạn của mình vượt qua tất cả những thử thách của khẩu vị ngôi sao. Xin cảm ơn ông Ba Mưa Nắng. Nhưng mà mũi vọ mệt quá, tôi khuyên mài thêm món nữa đi. Món gì? Hạt sen. Bây giờ món gì hết chứ à? Thôi, bằng đôi mà. Không có cho được. Thôi cho. Còn đó. Anh này. Thôi, tôi xin quỳ. Thôi, xin chào Long Nhật nha. Xin chào Ba Mưa Nắng. Cảm ơn nha. Mũi vọ cho tôi nha.